Trễ rồi ha, định dự định lấy 25 tháng 6. Trễ rồi chú thông cảm nha. Độ nặng 800 gram. Quốc cho mọi người mình anh em mình cùng tham khảo luôn. Rồi, ok. Chơi chú Út ơi. Nay tiến hành làm búa cho rồi. Búa này để đóng đinh luôn ngon luôn tay ha, chốt chơi gì mình để đóng đinh luôn, hai đầu đóng được luôn. Kiều cốp 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 giãn nó nguội quá tài. Ôi, đóng dấu luôn chú Út ơi. Cái này mà con làm cho chú rồi, chú về chú xài chắc hết. Đợi chú rồi tới nữa, dài tới nữa là còn chưa có hư nữa. Cây búa mình xài 30, 35 năm là chuyện bình thường. Rồi, bây giờ bắt đầu mình vô mình sửa cái này. Còn dày quá vậy luôn, vô đàn nhiều lửa nữa ha.
nó giấu má vậy nè, đèn nó gọi vô cái nhìn thấy bao nhiêu nó lồi rồi hết trơn ha. Nó. Rồi giờ mình tiến hành mình làm nguội luôn bác Út ơi, chú Út ơi ha. Rồi ok chú Út ơi, đó chú kêu khỏi thẩm mỹ thẩm gì hết trơn đúng không, để bữa củi đúng không, đây làm đứt mép rồi ha. Đó. Đứt mép chuẩn bị vô trôi ha. Đó. Độ nặng chú đặt 800 gram nha. Để bữa củi bạch đàn, bữa củi tràm đồ ha. Trễ rồi ha, định dự định lấy 25 tháng 6 mà trễ rồi chú thông cảm nha. Đó. Độ nặng 800 gram dao động. Đó. Chú bỏ còn được không? Không thẩm mỹ, giờ thẩm mỹ tầm trung luôn đó. Đó. Kiếm chỗ đen đen tinh thần nó cũng không có đâu ha. Cái nó không có bóng như mấy cái búa kia thôi. Đó. Thử coi. Tám trăm lẻ ba gram đó, 803 gram đó, đặt 800 gram làm 803 gram rồi đó. Rồi tiến hành bây giờ tôi già ok, cái mép này nói chung cũng tương đối thôi chứ nó cũng không có dày mấy nha chú. Đó. Đứt mép này ha, này chứ mình tôi già rồi mà nhẹ chút xíu thôi, tại vì cái mép mình đi tới mép luôn rồi. Đó. Ok. Rồi búa mình gọi chú Út ơi, tôi rồi mình mài đồ xong rồi ha. Đó. Rồi làm cái cạch cạch mấy cái chơi nha. Cạch cạch chơi, cụp cụp chơi, cụp cụp chơi, gì sao thấy màu quá vậy, bự một chút thôi, tổ bố vậy coi cho anh đã. Chỗ này nó cặn bóng đèn quá, nhìn thấy nó chát. Đó. Ghê luôn nha, ghê luôn chút đây.
Đây đứt rồi. Rồi mai dịch thuốc vô đàng hoàng rải phân mới được. Cái nhỏ lại chút quá tài bự. Rồi giờ làm gì giờ? Búa bự củi mà cho chú cụ bữa đã đời luôn á. Bữa rồi tại vì cái búa này chú Út năm nay ổng 60 mấy tuổi anh em ha. Đó, chú Út đặt là cái búa chỉ đàn đập ra thôi, giống như cái búa chợ thôi. Rồi mình làm sao cho lỗ tông nó tương đối cho nó đề tra cán cho nó dễ, cái thứ nhất đó. Cái thứ hai nữa là cái cho nó bén, tương đối bén, rồi bữa củi đừng cho nó mẻ thôi. Đó là chú Út đặt cái nhu cầu của chú Út là đặt vậy. Nhưng mà mình làm cho nó hơi đẹp đẹp luôn ha. Nó mình sửa cái đầu này cho nó thẳng thớm, là chú Út coi có đóng đinh đóng gì đóng, tại mình ở quê mà cái xài cho 5-7 chuyện mà. Rồi đóng có đóng tre thì mình đốn luôn ha, đốn tre rồi bữa củi đồ làm lặt vặt trong nhà vậy mà đó, chứ không có chiên về một cái gì ha. Đó rồi bây giờ rồi, xong xuôi rồi thì bây giờ mình sẽ cân lại một cái nữa ha, cho chú Út tham khảo luôn nha. Đó tham chú Út và mọi người mình, anh em mình cùng tham khảo luôn. Rồi ok ha, không hơn không kém ha. Đó chính xác 800 gram luôn, y ni luôn ha, không lệch 1 gram ha. Đó ok rồi. Rồi thì cái phần cái này làm gì nữa giờ? Rồi mình để này nó không phải búa đẻo anh em ha. Đó. Thôi mình thử nhiêu thôi, cũng gùm quá. Đó. Thì không phải búa đẻo, nếu búa đẻo mình muốn đẻo thì mình phải mài bỏ cái này đường này nhẹ ăn cái nữa. Đó. Tại vì búa này búa bữa củi ha. Đó. Nhưng nó cũng mỏng mép lắm nha chú. Đó. Nhìn nó thông lắm nha. Cũng thông nha. Từ trong đây chú thấy là không có giận ha. Nó không có cái gò mà nó giận nha. Đó. Nè. Đó. Không có cái gò nó giận nha. Đó. Bằng hết trơn luôn. Thì nó chỉ miếm ở ngoài này một chút thôi. Đặng mình có sức để mà nó chịu ha. Cái vụ này thì mình có nói rồi, mình có lên cái clip rồi mình nói rồi ha. Bắt nào thì nói chung muốn làm cái dao mình mà nó đang mỏng, muốn chặt cây chặt sắt gì đó thì các bác cứ xem lại cái tập mà 475 đó thì các bác biết ha, cái mép dao nó dày sao mới chặt sắt được mà chặt nó không mẻ mà nó đủ sức trải của nó ha, chặt sắt xá chặt sắt gì sắt đó. Thì bác nào ấy thì xem lại cái tập 475 đó thì bác xem đi. Rồi bây giờ nó này riêng này là mình để là chỉ là bữa củi ha, mình làm mép tương đối đó. Đó tương đối là thông đó, chứ không phải lãi đâu, tương đối này là thông đó. Rồi thôi ha. Rồi chú Út ơi thì cái dao búa mình rồi ha. Rồi ok. Đó. Thôi vậy mình cũng xin chào cô chú anh chị mình. Rồi sắp tới nữa mình sẽ ra sắp nữa rồi, sắp tới mùa chỉ chuột nữa anh em ha.
Đó, sắp tới sẽ ra, tại vì có anh khách này anh đặt nay gần 2 tháng trời, nhém nhém 2 tháng rồi cũng quên sót nữa ha. Rồi để mình làm tiếp, rồi anh có chẻ gì anh chẻ nghe anh. Rồi, thôi thì thêm mình chào hết anh em. Thấy vậy chứ vòng mình mài rồi, nãy giờ nó tới nửa đêm mà bể không dám chặt đẻo gì cho nó gùm beng anh em ha. Thứ hai nó không có cán, có cây yết gì hết trơn á, rồi mình không có chặt được cái gì hết trơn á. Rồi thôi vậy mình xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Yeah.